Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, một cơn địa chấn mạnh hôm đầu tuần đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc Trung Quốc, khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp. Trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại địa khu Khách Thập thuộc khu tự trị dân tộc Dinh Ngô Nhĩ Tân Cương vào 20 giờ 48 phút theo giờ Bắc Kinh, theo Xinhua đưa tin. Tâm chấn của trận động đất ở sâu 10 km so với mặt đất, gần 300 ngôi nhà đã đổ sập sau cơn địa chấn, khoảng 2.000 ngôi nhà khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, AFP cho hay. Gần 1.500 người dân đã được sơ tán khỏi nơi ở, lều trại và các thiết bị cứu trợ khác đang được vận chuyển tới vùng động đất. Tân Cương là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc nhưng chỉ có dân số khoảng 20 triệu người. Trong số này, người Duy Ngô Nhĩ chiếm gần lớn nhất với 9 triệu người. Các trận động đất rất hay xảy ra ở Tân Cương. Một cơn địa chấn mạnh 5,4 độ Richter tháng trước xảy ra ở khu tự trị này khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Hồi tháng 8 năm ngoái, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng xảy ra ở địa phương này. Hiện nay, hàng cứu trợ đã đến vùng bị động đất ở Tây Bắc Trung Quốc, trong khi số người thiệt mạng đang được xác định lên đến 760. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt và tình trạng thiếu oxy, các nhân viên cứu hộ miệt mài làm việc cả đêm qua. Họ dùng tay không đào bới các đống đổ nát của những trường học bị sập trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Thanh Hải. Giới chức địa phương cho biết hàng cứu trợ và thuốc men, lều bạt đang trên đường đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trấn Jegu, cách thủ phủ Tây Ninh của tỉnh Thanh Hải khoảng 800 km và ở độ cao 4.000 m so với mặt nước biển. Chính vì vậy, nhân viên cứu hộ từ các khu vực khác đến trợ giúp phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Chó nghiệp vụ được sử dụng để tham gia tìm người sống sót cũng gặp vấn đề vì không quen với độ cao. Động đất cùng hàng loạt các dư chấn mạnh sau đó khiến hệ thống đường xá bị hư hại nặng. Lở đất đã làm tuyến đường từ Jeju đến sân bay bị chặn, nguồn cung cấp điện, nước và hệ thống liên lạc cũng bị gián đoạn. Hàng nghìn người sống sót phải qua đêm thứ hai ở ngoài trời, trong thời tiết ở mức 0 độ C. Giới chức cho hay khoảng 100.000 người đã bị mất nhà cửa. Tôi mất chồng, mất nhà. Gandan, một cư dân ở thị trấn Jeju nói với AFP, bên cạnh chị là con gái và con trai, cả ba mẹ con đang ở tạm trong lều của dân du mục cùng nhiều người khác. Chúng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ, chúng tôi không có gì ăn, chị nói trong khi đứng gần ngôi nhà vách đất đã bị sập. Có 10 người trong gia đình tôi và chỉ có 4 người chạy thoát, một người họ hàng đã chết, những người khác vẫn đang bị vùi dưới đống đổ nát. Samrap Giasto, 17 tuổi, kể lại sau khi ngôi nhà 2 tầng của anh sụp đổ. Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc cho hay, số người chết tính đến cuối ngày hôm qua là 760, số người bị thương là 11.000. Con số thương vong dự kiến còn tăng nữa bởi 243 người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo Xinhua, trong số những người thiệt mạng có 66 học sinh và 10 giáo viên. Trước đó, người ta lo ngại rằng thương vong ở các trường học sẽ lớn vì đó là nơi tập trung nhiều người nhất. Chu Mê, người phát ngôn Bộ Giáo dục Trung Quốc, bác bỏ thông tin cho rằng khoảng 200 học sinh bị vùi tại một trường tiểu học. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rút ngắn chuyến thăm Mỹ Latin và Thủ tướng Lý Khắc Cường hoãn chuyến công du tới Đông Nam Á. Ông Tập đã tới thăm khu vực động đất hôm qua. Các binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa dùng xẻng, các thanh sắt và cả tay không để đào bới những đống gạch vữa và bê tông của hơn 15.000 ngôi nhà đã sập. Tình hình ở đây thực sự tồi tệ, thiệt hại thật khủng khiếp, chỉ còn vài ngôi nhà còn đứng vững, xác người ở khắp mọi nơi. Pierre Dive, người làm việc cho một tổ chức nhân đạo Trung Quốc ở Jeju cho biết. Theo các tổ chức cứu trợ, ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này là cung cấp nơi ở tạm, thuốc men, thực phẩm, nước uống cho người sống sót và đảm bảo vệ sinh để ngăn tình trạng bệnh dịch bùng phát. Thưa quý vị, Bắc Kinh trải qua trận mưa xối xả kéo dài 16 giờ vào ngày thứ Bảy vừa qua, làm tê liệt toàn bộ khu vực đô thị, khiến 37 người chết, hàng trăm người bị thương và 2 triệu người bị ảnh hưởng. Một cư dân Bắc Kinh đã cho biết, cho đến nay, chúng tôi không có nước để uống và nước khoáng trong cửa hàng đã bị lấy hết. Cư dân mạng chỉ trích chính quyền Trung Quốc thậm chí không thể xây dựng hệ thống cống rãnh. Và họ cho rằng đây không chỉ là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra. Sau trận mưa lớn, các công trình đường xá, cầu cống, thủy lợi ở Bắc Kinh và nhiều nơi bị hư hại, nhiều nơi nhà cửa bị sập, hàng trăm ô tô hư hỏng nặng. Một người dân họ Cao ở gần khu vực Chu Khẩu Điếm cho biết, ôi,
thật khủng khiếp, nước tràn trên đường, nó tràn qua đường và ngập đến nhà dân. Ngôi nhà một tầng của chúng tôi đã ngập đến nửa ngôi nhà. Ngôi nhà cao nhất có 2 tầng, nước ngập hết cả tầng 1. Tất cả những người dân địa phương thiệt mạng đều là người nước ngoài, trẻ em ở nhà, người lớn đi làm nên không kịp chạy khi lũ về. Hôm qua, ngay cháu trai chúng tôi nói ở thôn Tân Kiệt có người tìm kiếm. Một cư dân của Chu Khẩu Điếm tiết lộ, vào mấy ngày trước đó, trận mưa lớn đã kéo dài hàng chục giờ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, không có ai từ chính phủ được cử đến cứu trợ. Một người dân làng ở khu Chu Khẩu Điếm cho biết, thật khốn khổ, không ai đến giúp chúng tôi không có nước cả ngày hôm qua, chúng tôi đã mua hết nước khoáng trong cửa hàng. Wang Dan đã tiết lộ trên Facebook rằng gia đình anh ấy nói với anh ấy rằng mưa thực sự rất lớn, nhưng nước dường như đang từ từ dâng lên từ mặt đất. Rõ ràng hệ thống thoát nước ngầm đang có vấn đề. Vị quan chức này đổ lỗi cho trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm gây ra thảm họa. Tuy nhiên, những năm gần đây, mỗi khi mưa lớn, Bắc Kinh đều sẽ bị ngập lụt. Khu đô thị bị ngập nghiêm trọng, nước sâu đến thắt lưng. Trước đó, một trận mưa lớn đã khiến một con đường ở Bắc Kinh bị sụt tạo thành một hố lớn đường kính vài mét, đồng thời đè bẹp đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới lòng đất, khiến một vết thủng to làm dò khí. Kính thưa quý vị khán giả, Tứ Xuyên, Trung Quốc bị bao trùm bởi mối đe dọa từ cơn bão số 3. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên lũ lụt và các thảm họa địa chất xảy ra ở đây rất nghiêm trọng. Mưa xối xả đã gây ra một trận lở đất ở thành phố Đô Giang Yên. Làng mạc bị tàn phá khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã được tăng cường trở lại tại thành phố Đô Giang Yên là nơi nghiêm trọng nhất, với lượng mưa lên tới 1.000mm. Lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng Tam Tây, thị trấn Yongxing, một trận lở đất đã phá hủy ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị sạt lở và phá vỡ, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 3 tiến gần, đẩy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Bão số 3 ở Trung Quốc bắt đầu gây mưa lớn ở thành phố Quảng Châu trong 21 giờ liên tục, bắt đầu từ tối thứ Năm. Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Đông vào thứ Tư, nó đã vào và ra 3 lần, ở lại và lang thang ở đó. Mưa lớn xảy ra ở quận Tâm Tính, thành phố Vân Phù, nhà cửa bị sập và sạt lở đất đã xảy ra khiến 5 người được cho là đã chết. Khi chính quyền chặn tin tức cho thấy, tình hình thảm họa ở đây thực sự có thể nghiêm trọng hơn. Bắt đầu từ tối thứ Năm, thành phố Quảng Châu đã trải qua 21 giờ mưa lớn liên tục với các báo cáo đặc biệt về mưa lớn tại địa phương. Cư dân mạng cho biết Quảng Châu bị ngập lụt và giao thông trong thành phố bị tê liệt. Cư dân địa phương đã chụp ảnh lũ lụt và tải chúng lên mạng. Nước như sóng biển ập vào xe buýt và tràn vào ô tô. Cống đầy nước phun nước ra ngoài, áp lực nước mạnh gần như nhấc cả nắp nước lên. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 71% trạm quan sát ở Quảng Châu có lượng mưa vượt quá 100mm. Tình trạng tích nước ngập úng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Theo thống kê chính thức, Quảng Tây, Phúc Kiến và Hồ Nam xung quanh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với hơn 210.000 người bị ảnh hưởng và 29 ngôi nhà bị sập. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều thứ Sáu, nhưng lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ tiếp tục vào thứ Bảy. Mưa lớn liên tục ở phía Nam Trung Quốc đại lục đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác, khiến tình hình ở đây rất nghiêm trọng. Trong đó, 9 tỉnh miền Nam có số lượng nạn nhân lớn, có 4,896 triệu người, ít nhất 26 người chết và 3 người mất tích, khiến hơn 8.700 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,08 tỷ nhân dân tệ, tương đương 19,86 tỷ đài tệ. Và ở Quý Tây, tỉnh Giang Tây, 3 học sinh tiểu học đã rơi xuống nước trên đường trở về trường cách đây vài ngày. Khi chiến dịch cứu hộ địa phương được triển khai, đã có cảnh các quan chức không muốn bước xuống nước vì sợ bị ướt dày. Các quan chức đến thăm và cứu trợ thiên tai lại phải quay xe đi, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Tại Trung Quốc, nơi 5 cư dân mạng bị Cục Công an tạm giữ hành chính vì đăng tin về lũ lụt ở Hà Bắc,
dân làng ở Hình Đài, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, nói rằng các quan chức sẽ không chịu trách nhiệm về tình hình lũ lụt tại đây và sẽ rất khó để xoa dịu sự bất bình của dân chúng. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng hai phụ nữ và một nam giới từ Hình Đài đã lần lượt đăng tin tức trên Baidu, Tieba, Weibo và Moment về việc xả nước từ nhiều hồ chứa và số người chết trong khu vực bị thiên tai. Ngoài ra, một cặp vợ chồng đến từ quận Vĩnh Niên, Hàm Đan, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ lụt và các thảm họa địa chất khác, đã bị cơ quan công an địa phương giam giữ hành chính vì tội bịa đặt và phổ biến thông tin sai lệch. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc, nói rằng nhiều video và dữ liệu thực do cư dân mạng công bố đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và che đậy. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc cho biết, các chính phủ trên khắp thế giới luôn hoạt động theo cách này, cố gắng che giấu tình hình thảm họa thực tế và các sự kiện không có lợi cho hình ảnh của họ. Các quan chức cố gắng giảm số người chết xuống mức thấp nhất bởi vì sự thật của vấn đề được phơi bày. Và dữ liệu thực nếu nó bị phơi bày, nó sẽ gây ra bất ổn cho xã hội. Và bất kỳ rối loạn nào của xã hội nào cũng sẽ gây nguy hiểm cho chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mưa lớn đổ xuống Hà Bắc từ mấy ngày trước khiến 18 hồ chứa xả lũ hoàn toàn. Ba thành phố Hàm Đan, Hình Đài và Thạch Sa Trang do không có thông báo trước nên đã phải hứng chịu lũ lụt nặng nề. Người ta cho rằng lũ lụt ở Hình Đài là do hồ chứa nước xả lũ không được thông báo trước vào sáng sớm ngày thứ ba, khiến 12 ngôi làng trong khu phát triển kinh tế, bao gồm cả làng Đại Tiên, đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Ủy ban khu phát triển kinh tế Hình Đài cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng không có thương vong nào được báo cáo, khiến hàng ngàn dân làng chặn đường để phản đối vào ngày hôm qua. Ông Rong, một người dân ở Hình Đài cho biết, có một lãnh đạo trong khu vực phát triển nói rằng không có thương vong, phản ứng về điều này khá dữ dội bởi vì vẫn còn nhiều người chết và mất tích, 36 người chết được coi là một thảm họa lớn. Báo cáo mới nhất cho biết đã có 37 người chết và mất tích. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết sau lũ lụt, chính quyền địa phương đã chặn tin tức và tình hình thiên tai thực tế và số người chết đã bị che đậy. Giờ đây, những quan chức tung tin đồn sẽ không bị bắt và những quan chức có trách nhiệm sẽ không phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ bắt những cư dân mạng đăng tải hình ảnh lũ lụt. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!